bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ theo phong cách miền Tây, cúng cà chua, dưa leo, xà lách, bắp cải, bơ. Nhưng bánh mì thì chính hiệu theo công thức ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ. Còn đây là thứ hấp dẫn nhất bởi vì cả màu sắc và hương thơm của nó luôn gây chú ý, đánh thức mọi giác quan của khách qua đường. Nếu như người Thổ Nhĩ Kỳ lấy thịt cừu làm nguyên liệu chính, thì về Việt Nam, nó đã được thay thế bằng thịt heo đùi với từng lát cắt nạc mỡ đan xen. Nướng đến đâu bán đến đó, nên thịt đến tay khách lúc nào cũng thơm mềm, nóng hổi. Bánh mì mới nướng giòn rụm, kẹp một lớp thịt dày, xịt thêm một ít tương cà nữa là đủ cho một bữa sáng ngon lành. Dinh dưỡng vẫn đảm bảo dù là ngày bận rộn.